vì sao bà Trương Thị Mai, người trong sạch nhất, cũng phải từ chức. Chỉ cách đây ít ngày, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban Tổ chức Trung ương, vẫn được công luận đánh giá là một nữ chính khách nổi bật, đồng thời là một ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, trái với những đánh giá khẳng định, bà Trương Thị Mai là một trong số rất ít lãnh đạo cấp cao của Đảng thực sự trong sạch, không có tì vết. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt vẫn loan truyền các tin tức cho rằng bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư, đã nộp đơn xin từ chức từ ngày 20 tháng 4. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Trương Thị Mai. Theo đó, bà Mai đã có đơn xin nghỉ việc từ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra về các dấu hiệu vi phạm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dù Tổng Trọng động viên bà Mai ở lại để giữ chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội, nhưng bà cương quyết từ chối. Bên cạnh đó, liên quan đến những bê bối lớn của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, có những cáo buộc cho rằng bà Mai đã can thiệp, hăm dọa các lãnh đạo tỉnh này phải tạo điều kiện cho nhóm lợi ích của bà trùm Trương Mỹ Lan và đại gia Nguyễn Cao Chí trong việc kinh doanh dự án Đại Ninh. Thậm chí đã có những cáo buộc khẳng định bà Mai nhận quả biếu của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận là một ngôi biệt thự khủng có giá lên đến 2 triệu đô la từ tiền hối lộ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cây bút Lê Văn Đoành, một trong những người thạo tin của thế lực thù địch, đã phản bác các cáo buộc nêu trên trong bài viết tin nóng về hội nghị Trung ương 9 sắp diễn ra, đăng trên tờ báo Tiếng Dân vào ngày 4 tháng 5 và khẳng định rằng về bà Trương Thị Mai hiện trên mạng xã hội có nhiều tin đồn liên quan tới bà, trong đó có những thông tin bịa đặt, vu khống, thật giả, lẫn lộn. Một số thông tin liên quan đến bà Mai mà chúng tôi đã kiểm chứng như sau. Vụ các phe tấn công bà Mai tung tin hỏa mù rằng có lời khai từ các quan chức Lâm Đồng về việc bà Mai can thiệp cho nhóm Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Chí để có được dự án Đại Ninh là không đúng sự thật. Tiếp theo, với tin đồn bà Mai được tặng một biệt thự đắt tiền ở Sài Gòn cũng là một tin vu khống. Bà Mai là một phụ nữ không chồng, không con. Bà được đánh giá là nhân vật sạch sẽ nhất trong Trung ương Đảng. Vụ bà xin nghỉ việc không liên quan gì đến Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Chí hay dự án Đại Ninh. Những khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột này của một nhà báo lề trái đã lập tức giải tỏa những nghi ngờ của công luận và trả lại sự trong sạch cho bà Mai. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Đại tướng Tô Lâm. Vậy mà, tại phiên khai mạc của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào hôm 16 tháng 5, theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, thì Ban chấp hành Trung ương đã xem xét cho thôi các chức vụ nghỉ công tác với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo Ban chấp hành Trung ương, bà Mai và cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước từng được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, bà Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Còn đài BBC Việt ngữ thì tiếp tục khẳng định như sau. Người ta thấy bà Mai thường xuyên xuất hiện bên cạnh và tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến công du và đi trao quyết định. Đơn cử, bà Trương Thị Mai đã tháp tùng ông Trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2022. Bà Trương Thị Mai từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội sau khi hai ông Thưởng và ông Huệ bị miễn nhiệm. Tân trưởng ban Tổ chức Trung ương, một người bị cáo buộc dính sâu đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Công luận cũng đưa ra thắc mắc, đề nghị của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam giải trình lý do vì sao bà Mai từng được đánh giá là một nhân vật trong sạch nhất và sẽ tiếp tục đảm đương các trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam mà lại bất ngờ đổ đốn đến ra như vậy. Vậy thưa hỏi, các lãnh đạo khác của Đảng trong sạch và vừa chưa bị lộ thì có thanh liêm như bà Mai hay không? Đây là một trong những bằng chứng để khẳng định rằng không có bất kỳ một lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, kể cả Tổng Trọng, là những người trong sạch cả. Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là chỉ là một tập hợp của những kẻ ăn cắp tiền thuế của người dân và đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vì sao bà Trương Thị Mai, người trong sạch nhất, cũng phải
từ chức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao sự nổi loạn của Tô Đại chỉ Tổng Trọng và Bắc Kinh có lợi? Sáng ngày 16 tháng 5, Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc, dự kiến bế mạc vào chiều ngày 18 tháng 5. Đây là kỳ họp thường niên của Ban chấp hành Trung ương Đảng với nhiệm vụ trọng tâm là điều chỉnh, bổ sung các vị trí lãnh đạo Đảng và Nhà nước còn khuyết và trống. Đã có hơn 20 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 6 ủy viên Bộ Chính trị đã phải ra đi với các lý do khác nhau. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Cụ thể, Hội nghị Trung ương 9 sẽ tập trung giải quyết các vị trí nhân sự cấp cao như sau. Thứ nhất là bầu bổ sung các vị trí là Ủy viên Bộ Chính trị và thành viên Ban Bí thư. Tiếp theo là Ban chấp hành Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 trong kỳ họp thứ 7 bầu và phê chuẩn các chức danh như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội. Kỳ họp này sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng xem xét, đồng ý về việc thôi các chức vụ và cho nghỉ công tác với bà Trương Thị Mai. Được biết, bà Mai đã chính thức có đơn xin thôi tất cả các chức vụ. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng thông báo với Ban chấp hành Trung ương về việc phân công Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay bà Mai. Bốn ông bà Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương và tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đều được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay cho bà Mai theo dự kiến vào sáng ngày 19 tháng 5 tới đây. Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ họp để phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Bộ Chính trị và thành viên Ban Bí thư thay thế các vị trí vẫn còn bị khuyết hoặc có sự thay đổi. Theo thông tin rõ rỉ, Bộ Chính trị sẽ chỉnh Trung ương bỏ phiếu giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an, ứng cử chức danh Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ứng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội. Người kế nhiệm ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, dự kiến sẽ là Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, đồng thời ông Ngọc sẽ được giới thiệu bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Toàn cảnh một hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Những thay đổi lớn về nhân sự cấp cao kể trên được Hội nghị Trung ương 9 giải quyết và được đánh giá là một cuộc cải tổ sâu rộng các vị trí lãnh đạo cao cấp nhất trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Nhưng đây không phải là cuộc thay máu như nhiều ý kiến đánh giá, bởi về cơ bản, theo công luận vẫn chỉ là kiểu bình mới rượu cũ. Các nhân sự thay thế vẫn chủ yếu do Tổng Trọng giới thiệu và kiểm soát. Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực trên thượng tầng lãnh đạo cấp cao bắt đầu có dấu hiệu suy giảm và bị chặn lại sau nhiều tháng Tô Lâm mượn danh chủ trương chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, đã hạ bệ hàng loạt lãnh đạo cấp cao nhất. Theo giới phân tích quốc tế, nhiều dấu hiệu cho thấy Ban lãnh đạo Hà Nội và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có biểu hiện dần rời xa phương Tây và nghiêng về phía Trung Quốc. Đồng thời, cuộc chiến quyền lực cấp cao vừa qua đã khiến Việt Nam mất dần sức hấp dẫn với các nhà đầu tư và trở thành một lựa chọn rủi ro cho họ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Mới đây có tin Việt Nam trì hoãn cuộc gặp với Liên minh châu Âu để chuẩn bị cho chuyến thăm có thể sắp diễn ra của Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội. Đồng thời, nhiều bằng chứng cho thấy Việt Nam chuẩn bị nộp đơn xin gia nhập tổ chức kinh tế BRICS. Đây là một tổ chức quốc tế với sự tham gia của các quốc gia có nền dân chủ kém hoặc độc tài như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Một hãng tin quốc tế mới đây đã đưa ra nhận định những chuyển động bên trong của chính trường Việt Nam đang dần biến miền Bắc Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Những điều vừa kể trên cho thấy rằng chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam đã bị trói hẹp và quay trở lại với quỹ đạo sự kiềm tỏa, cũng như ngày càng lệ thuộc hơn vào Bắc Kinh như trước đây. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao sự nổi loạn của Tô Đại chỉ Tổng Trọng và Bắc Kinh có lợi.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.